Mở hotel, resort, spa thành công nhờ dịch vụ setup. Sử dụng dịch vụ setup là giải pháp giúp chủ đầu tư mở hotel, resort, spa hiệu quả nhờ vào việc tăng nhiều tiện ích, thu hút khách hàng. Việt Nam là quốc gia có tiềm năng khai thác du lịch lớn. Do vậy, số lượng hotel, resort xuất hiện ngày càng nhiều. Thêm vào đó, các mô hình kinh doanh dịch vụ này khá giống nhau. Vì thế, nếu không có sự đổi mới, sáng tạo, các chủ hotel, resort sẽ rất khó cạnh tranh. Để khắc phục khó khăn trên, nhiều chủ đầu tư đang hướng tới xu thế mở kết hợp hotel, resort với spa. Ngoài việc lưu trú, khách hàng thường mong muốn trải nghiệm trị liệu, thư giãn. Tuy nhiên, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp trong hotel, resort hiện nay vẫn chưa được chú trọng. Khách hàng buộc phải tốn thêm thời gian tìm kiếm, di chuyển đến trung tâm spa. Vì thế, mô hình kinh doanh kết hợp này sẽ mang lại nhiều tiềm năng lợi nhuận cũng như cơ hội phát triển vững bền. Để mở hotel, resort, spa thành công, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ setup là giải pháp cần thiết, bởi điều này giúp chủ đầu tư giảm bớt gánh nặng chi phí xây dựng, rút ngắn thời gian tiến độ, hạn chế rủi ro, sử dụng nguồn vốn hiệu quả và đúng mục đích. Hiểu rõ đặc tính ngành spa, đơn vị setup có thể đồng bộ hóa mô hình phù hợp, vừa tận dụng tối đa các tiện ích bổ trợ dịch vụ qua lại như hệ thống ánh sáng, nội thất, không gian, v.v. nhằm tránh lãng phí tài nguyên, vừa tạo phong cách riêng biệt, ấn tượng. Thậm chí, một đơn vị setup spa chuyên nghiệp sẽ biết cách khai thác những đặc trưng vùng miền để biến thành ưu thế nổi bật cho hotel, resort, như phát triển dịch vụ spa ở khu vực ven biển hoặc sử dụng đặc sản thiên nhiên sẵn có cho trị liệu thêm phong phú. Bên cạnh đó, các chuyên gia setup spa còn hỗ trợ chủ đầu tư lập chiến lược kinh doanh chặt chẽ, thích hợp theo từng giai đoạn hoạt động để tăng cao xác suất thành công. Xây dựng menu dịch vụ, kế hoạch quảng cáo tiếp thị, đào tạo nhân sự. Với mô hình resort, hotel, spa, đối tượng sử dụng sẽ là khách du lịch nội địa và quốc tế, khách vãng lai hay thậm chí là dân địa phương. Dựa vào đó, đơn vị setup sẽ phát triển những dịch vụ thư giãn như massage, xông hơi, ấn huyệt, ngâm chân, v.v. hoặc trị liệu chuyên sâu phù hợp. Hơn nữa, các dịch vụ spa còn được dùng như quà tặng, voucher giảm giá để thu hút, làm hài lòng khách hàng đến hotel, resort. Hoạt động trong ngành spa từ năm 2006, VinMy là một trong những đơn vị tiên phong trong việc cung cấp giải pháp trọn bộ ngành spa, giúp chủ đầu tư tháo gỡ những vướng mắc khó khăn khi xây dựng cơ sở. Đồng thời, công ty sẽ giúp chủ đầu tư triển khai chiến lược kinh doanh hiệu quả, hạn chế rủi ro, tối ưu hóa kinh phí đầu tư. Bạn hãy liên hệ ngay công ty VinMy ở địa chỉ số 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc 362 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ 0838444144 hoặc 0862992266, hoặc bạn có thể gọi vào số hotline 0908603189, hoặc bạn có thể truy cập website setupspa.vn. We'll be right back.